Bữa nay mấy dân cháu mình đi săn đó nghe cả nhà mình, mà giấc này mình mới vừa ra tới đồng cả nhà ơi. Quá cái này sao mà gần dữ vậy trời. Đây là đồng nghề của mình nghe cả nhà. Cái đây nè, xe cộ mình đây, đây là ăn châu cổ cũ của mình đó nè cả nhà ơi, cùng đồng hành mình lăn lộn với gió sương nghe cả nhà. Đây là còn ông anh nữa, anh chắc nào cũng phá xe. Giờ ếch quá trời kêu rồi, mình nghỉ ngơi chút xíu mình đi bắt nghe cả nhà. Đây còn cả nhà ơi, mới xuống luôn cả nhà ơi. Quá lúng rồi, đất gì quá lúng. Ngủi rồi, ngủi rồi. Bắt đực nha cả nhà. Bắt đực cả nhà, mới xuống tụi con. Đi đất này quá mệt rồi. Làm quét luôn cả nhà. Đây con nữa. Lặn nó ụt rồi. Nhà nước này trong nha cả nhà. Mình đi có lắc cả nhà thông cảm nha. Quá trời nó lúng mà. Quá xa. Đi nhịp lên nhịp xuống cái điện thoại cả nhà ơi, cặp luôn cả nhà ơi. Chứ không phải con nghe cả nhà. Nè. Đây cả nhà ơi. Quá, quay mới xuống định con với cặp cả nhà ơi. Đó cả nhà. Cặp bự nghe cả nhà. Cặp bự quá. Cho bá luôn. Đây con nữa cả nhà ơi, mệt. Mệt xuống. Nhà nước này nó trong chứ đục mà mình bắt không được rồi cả nhà ơi. Đi rồi trời. Hay quá vậy. Đây. Ít cái quá. Ít cái cả nhà. Ôm nhách cái giò. Quá trời nhỏ giò. Đây còn nữa cả nhà. Cái lúc này. Xa quá xa. Vừa đặt cả nhà ơi. Đặt hết cái vậy, đã đặt cả nhà. Đây con nữa cả nhà. Đực nữa nha. Ít lứa lứa không cả nhà ơi. Đây còn nữa nè.
nhỏ cả nhà. Cái giò ấm nhách à. Mới gặp con này cả nhà. Dạ. Ơi. Mệt đâu. Mới thấy nó nhảy nó mệt chứ. Đây nè. Ít cái cả nhà. Ít cái nha cả nhà. Cái nhỏ chứ không bự nữa. Ếch đồng này kỳ quá. Hết gì mini không. Hết gì mini không cả nhà ơi. Cái nhỏ không. Vô hang bó tay luôn. Đây nè, nó nhủi xuống đây vậy nè. Sao không thấy nữa nè, trời. Mắt như này yếu xìu quá ta. Nhủi đi mất tiêu nữa rồi. Mắt yếu xìu. Đạp cái vỏ nhà ơi. Trời ơi, ngớt. Đạp cái vỏ. Dằn quét luôn. Mình mới gặp cặp con này nè cả nhà ơi. Quá lúng. Quá lúng khó đi quá. Đây cả nhà. Ngắt nhỏ xíu rồi cả nhà. Bự nó ít cái thì trọng con ít đực một xíu. Mình bắt giấc này mệt quá cả nhà ơi. Để mình bắt 5-3 phút nữa rồi mình cho cả nhà xem rồi mình về cả nhà ơi. Bữa nay mình bệnh nữa, mệt nữa. Rồi cả nhà. Đực nha cả nhà. Một cái cả nhà, nó cũng chậm. Uno luôn, còn Uno cả nhà. Cái cũng chậm. Lủi xuống cái đường này đi. Nãy cái đường này đường đẳng không lớn nè. Nó nhủi gì nó mất tiêu. Đừng con hết đực. Trời ơi bị ghẻ nữa cả nhà ơi. Thôi mình bỏ cả nhà ơi, ghẻ bị ghẻ rồi. Giờ mình về xe cả nhà ơi. Bây giờ mình về xe mình nè. Cái ếch nè. Giờ để mình bắt ra cho cả nhà xem cả nhà. Bữa nay mình mệt quá mệt à. Bữa nay mình bệnh rồi cả nhà ơi. Nóng lạnh quá bây giờ. Anh Hiếu với Dượng Ba. Giờ ổng bắt rồi. Để chút xíu mình điện rồi mình đi về trước nha cả nhà. Mình xem.
để mình lấy ra cái bồng mình quay cho cả nhà xem nó dễ hơn nha cả nhà. Giờ mình bắt ra bồng này cả nhà ơi, cái này hơn nửa ký cả nhà ơi, cái 700-800 gram mà, cái 700-800 gram nha cả nhà. Bữa nãy mình bắt cũng nhiều lắm á, đây nè, nó sức cái này nãy ra nè cả nhà, cái lỗ này nè, ếch nó nhảy ra mình đâu có hay đâu. Mình càng bắt càng bỏ vô mà tới hồi mình thấy sao mà cái gọng nó nhẹ hiều à, nhẹ nhẹ hoài mà nó không nặng, mình nhìn lại thì mình thấy cái lỗ này nè cả nhà, nó bị sức miếng mút ra mình không hay, còn lại có 7-8 con vậy. Rồi bây giờ mình lấy gơ mình nhét lại. Bữa nay mình cũng mệt mỏi quá cả nhà ơi, giấc này mới có 1 giờ mấy à, mà ếch còn kêu quá nhiều à, mình không có bắt được nữa cả nhà ơi, mình mệt rồi, mình đi về trước. Thôi bây giờ mình cũng tới đây đã ngưng nghe cả nhà, để mình điện dân ba rồi mình đi về cả nhà ơi. Được, 700-800 gram cả nhà. Thôi bây giờ tới đây cũng ngưng nghe cả nhà.